Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh đang bước vào giai đoạn suy yếu lệch đông, miền Bắc trời hứng nắng nhẹ nên nhiệt độ cũng tăng lên một chút. Dự báo trong đêm nay, nhiệt độ ở khắp miền Bắc sẽ tăng nhẹ do khối không khí lạnh suy yếu. Tại các tỉnh vùng núi Trung du phía Bắc, nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 10 đến 12 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Khu vực đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội nên nhiệt tăng lên mức từ 12 đến 14 độ. Cùng với đó là hiện tượng sương mù nhẹ sẽ tái xuất hiện trong đêm một và sáng sớm ngày mai. Đến trưa chiều mai, Bắc Bộ sẽ bắt đầu có nắng và sẽ duy trì cho đến chiều muộn với nhiệt độ trong ngày mai ở hầu khắp Bắc Bộ tiếp tục tăng nhẹ sẽ tăng lên mức từ 19 đến 22 độ. Cục bộ có nơi cao trên 23 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, không khí lạnh cũng yếu đi, những cơn mưa rào nhẹ chỉ còn xảy ra ở các vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Định trong đêm nay và sáng sớm ngày mai. Đến trưa chiều ngày mai, mưa giảm, nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên mức từ 20 đến 23 độ, trời rất nhẹ về đêm và sáng sớm. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, trời lạnh. Còn các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận không mưa, trời nắng sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ duy trì trong khoảng từ 27 đến 30 độ, trời mát mẻ. Lui xuống khu vực phía Nam, không còn mưa trên mùa, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ đón tiết trời nắng sớm với cường độ mạnh, với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ ở trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, cục bộ sẽ có nơi nắng nhẹ với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.